Thưa quý vị, nhiều ý kiến tại hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra cho rằng nội dung bỏ khung giá đất trong luật đất đai sửa đổi là phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn trước khi đưa chủ trương mới có tính căn bản để dự luật này đi vào cuộc sống. Giá đất hiện tại được nhà nước ban hành 5 năm một lần. Theo các đại biểu thì khoảng thời gian trên có biên độ quá rộng, vì vậy không theo kịp biến động về giá đất trong thực tế. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh khung giá đất mỗi năm một lần, thì đối với cơ quan quản lý, khối lượng công việc lớn sẽ gây áp lực đối với đội ngũ cán bộ công chức. Sở Tài nguyên Môi trường là cái cơ quan mà thực hiện cái xây dựng cái bảng giá hàng năm. Chúng tôi làm nhanh là phải 6 tháng. Một năm ban hành mất 6 tháng làm bảng giá đất rồi thì nó còn ý nghĩa gì nữa? Thời gian mà làm. Thế thì mỗi cái việc mà bảng giá đất này không thì có một cái phòng chuyên trách về làm chuyên về cái bảng giá đất này. Nhưng mà bây giờ con người đâu? Người thì càng ngày càng giảm, biên chế đó là giảm không còn chỗ nào để mà giảm được nữa. Thế thì bây giờ nếu mà hàng năm phải làm bảng giá đất thì chúng tôi cũng thấy là rất là bí. Đây là những cái tiền đề để chúng ta có thể thay đổi được cái câu chuyện về việc xác định giá đất cụ thể đối với từng trường hợp cho nó phù hợp, cho nó sát. Đối với nội dung về nguyên tắc, phương pháp thẩm định giá đất tại mục 2, điều 153, hiện vẫn còn nhiều ý kiến xung quanh vấn đề thành lập hội đồng thẩm định giá. Các chuyên gia cho rằng nếu không khéo sẽ xảy ra trường hợp vừa đá bóng vừa thổi còi, khó đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan trong thẩm định giá đất. Bên này anh Sở Tài nguyên Môi trường đi xác định thuê tư vấn để xác định rồi. Nhưng bên hội đồng thẩm định ấy, chúng tôi lại thuê một tư vấn khác. Mời một cái anh độc lập vào để ngồi với hội đồng thẩm định để phản biện. Thì cái này là quy định cũng tương đối mới. Tôi nghĩ là có cái phản biện thì nó sẽ tốt hơn. Cùng là nghề với nhau, cùng là tư vấn định giá với nhau, người ta phản biện sẽ sắc và giúp cho hội đồng rất là tốt. Trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, điểm đáng chú ý là bỏ quy định khung giá đất. Thay vào đó, quy định cụ thể về nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Việc bỏ khung giá đất xác định theo giá thị trường được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai.